Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay mình tiếp tục bật dưỡng một mẫu FG9 ở nhà mình ở Yên Lập, Phú Thọ. Đây là mẫu FG99 sau khi mình đã được bảo dưỡng. Cái ghế này nó mua lâu chưa chú nhỉ? Mua được mấy năm rồi. Mấy năm rồi. Khoảng mấy năm sử dụng này chú thấy cái ghế này nó có dễ sử dụng không? Nói chung là dễ sử dụng. Đấy là cũng tiện cho gia đình mọi người được massage tại nhà, không phải đi đâu. Massage tại nhà, như hạn lúc nào mình đau mỏi mình lên mình nằm rất là tiện, không phải đi đâu cả. Sau khi sử dụng ghế này chú có cảm nhận gì không? Thực ra thì mình nghĩ là chất lượng, một là dùng cũng tốt, cái thứ hai nữa là dùng thì con người mỗi lần mình massage mình thấy dễ chịu hơn. Dạ, khoảng mấy năm sử dụng cái ghế nó có xảy ra lỗi làm gì không chú? Chưa thì có hiện tượng lỗi làm gì. À dạ vâng. Đây. Bảo dưỡng lần này là lần thứ hai. Lần thứ hai đúng không ạ? Dạ vâng. À, đấy là một vài lời chia sẻ của khách hàng. Và thôi mình đã hoàn thành bảo dưỡng xong mỗi FG99. Xin phép kết thúc video đây nha.